Chào mừng quý cô chú, ông bà và anh chị đến với kênh Biên Hòa Đồng Nai quê hương tôi của Bình Phan Thanh. Hôm nay Bình Phan Thanh sẽ review cho quý anh chị xem một ngôi chùa hội trước cổ tự ha, nằm ở ấp Tân Kiều, xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai ha. Phía bên tay phải của Bình là hướng về cầu Tân Kiều ha quý anh chị ha. Về cầu Tân Kiều và phía bên tay trái này về mình xuống dưới khu du lịch làng Bưởi sinh thái Năm Huệ nha. Từ ngã tư bến cá cầu Tân Triều mình về ngôi chùa hội Phước Tự này khoảng một cây số, mình quẹo phải mình vô một con hẻm nha quý anh chị nha. Sau đây sẽ Bình sẽ quay cho quý anh chị xem cái đường vào con hẻm của mình nha quý anh chị nha. Rồi mời quý anh chị theo chân của Bình đi vào ngôi chùa hội Phước Tự nha quý anh chị nha. Từ mà ngoài đường mình vô đây khoảng 2 phút chạy xe gắn máy nha quý anh chị nha. 2 phút là mình sẽ tới ngôi chùa của mình ha. Thì lần đầu tiên quý anh chị, cô chú anh chị xem kênh của Bình Phan Thanh, vui lòng nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ kênh, để Bình ra nhiều video cho quý cô chú anh chị và các bạn cùng xem nha. Đó thì ngôi chùa của mình hiện diện đằng trước mặt quý cô chú anh chị nha. Đó thì sau đây em sẽ vô em review cho quý anh chị và cô bác xem ngôi chùa của mình nha. Đó, chùa của mình tới rồi nha quý anh chị nha. Em Bình chào mừng cô chú anh chị đến với kênh Biên Hòa Đồng Nai quê hương tôi. Thì hôm nay em sẽ quay review cho quý anh chị và các bạn một ngôi chùa ở gần nhà em ở Tân Triều ha. Ở Tân Triều, Vĩnh Cửu, Đồng Nai ha. Ấp Tân Triều, xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai, chùa hội Phước Cổ Tự nha quý anh chị nha. Chùa hội Phước Cổ Tự của mình là nó nằm ở khoảng giữa của Tân Triều nha quý anh chị ha. Đây em đang đứng trước cổng chùa hội Phước đây nha quý anh chị nha. Đó thì mình phải qua một cái con hẻm này, nó nằm ở con hẻm ở ngoài hương lộ chính mới chạy vô đây ha. Đó thì em sẽ quay cho quý anh chị xem là cái ngôi chùa mình. Thì tại sao mà em quay ngôi chùa này? Tại vì cái ngôi chùa này nó cũng có cái lịch sử ha. Lịch sử nó cũng có một cái sự tích ha. Sự tích để chút xíu nên em kể cho quý anh chị xem ha. Đó thì em mình tiến vô trong chùa ha. Thì chùa mình cách đây mấy năm trước thì có một mới xây một pho tượng Mẹ Quan Âm cao ha. Mẹ Quan Âm cao ha quý anh chị ha. Thì bước vô trong chùa ha, thì em sẽ đi thẳng tới tượng Mẹ Quan Âm cao luôn cho quý anh chị xem nha. Đó, mời quý anh chị xem theo em ha. Đó, quý anh chị thấy Mẹ Quan Âm cao không? Thì hiện tại em vô chùa thì em chưa có thấy sư nào hết nha quý anh chị. Em vô em quay em cũng chưa thấy sư nào để em hỏi chuyện ha. Thì đây ngôi chùa của mình có Phật Mẹ Quan Âm cao mười mấy mét nha quý anh chị nha. Mười mấy mét nha quý anh chị. Đó. Rồi em đứng xa xa cho quý anh chị coi ha. Đó, Đức Mẹ của mình cao. Quý anh chị ha. Rồi. Mẹ Quan Âm cầm bình cam lồ nha quý anh chị nha. Đó, thì hồi nãy em nói mười mấy mét, chắc em xin lỗi quý anh chị nha. Này chắc khoảng 5 mét ha. 5 mét nha quý anh chị nha. Em xin lỗi quý anh chị ha. Đó thì bức tượng này là mới xây đây ha quý anh chị ha. Mới tạo dựng đây ha. Rồi xung quanh chùa em sẽ quay cho quý anh chị xem ha. Đó. Thì hồi nãy em có kể cái sự tích đó quý anh chị. Cái sự tích của mình là hồi xưa ở đây không phải là cái chùa ha.
cái người ta đào một cái giếng lên ha, thì ở dưới giếng bắt gặp một cái pho tượng ông voi. Ông voi bằng đồng đen đó quý anh chị. Ông voi bằng đồng đen thì nó nằm đâu khoảng trước trước đây nè, bây giờ không biết cái giếng nó còn không ha. Thì người ta mới đem cái pho tượng ông voi nó lên người ta thờ. Người ta thờ ha, thì rất là linh thiêng ha, mình gian giái cái gì là đều được hết ha. Thời đó là cái chùa mình linh lắm, nhiều Phật tử tới lắm nha quý anh chị nha. Cái Phật, cái tượng tượng ông voi mà bằng đồng đen á thì nó linh lắm. Nên thời đó chắc cách nay chắc cũng cả trăm năm ha. Thì cái tượng của mình nó được nhiều người đến xin cầu ha. Cầu xin rồi nói chung là linh nghiệm quý anh chị nha. Thì đây có pho tượng của Phật Thích Ca nhập Niết Bàn nha quý anh chị nha. Phật Thích Ca nhập Niết Bàn ha. Cũng dài cũng khoảng 4 mét ha quý anh chị nha. Dài 4 mét, 4 mét rưỡi gì ha quý anh chị ha. Rồi. Phía quanh đây thì mình đi ngoài sau mình đi lại ha quý anh chị ha. Đi ngoài sau mình đi lại ha thì có Đức Di Lạc. Đức Di Lạc tôn Phật ha quý anh chị ha. Đức Di Lạc của mình đang ngồi ngự ở đây ha. Đang ngồi ngự ở đây. Đó Đức Di Lạc của mình ha quý anh chị ha. Rồi ở trên đó là Tam vị Thánh Tổ ha. Cũng mẹ bà Quan Âm ha, với Phật Tổ luôn ha quý anh chị ha. Đó, quý anh chị xem. Rồi. Rồi, em xin nhắc lại đây là chùa Hội Phước, nó ngụ tại ấp Tân Triều, xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai nha quý anh chị nha. Em buổi chiều nay cũng 4 giờ mấy 5 giờ. Thì em mới review lại cho quý anh chị xem ngôi chùa của mình ha quý anh chị ha. Ở đây có mẹ Quan Âm ha, cũng tượng mẹ Quan Âm cũng cầm mình cam lồ ha quý anh chị ha. Đó, mình cầm lồ. Ở trong thì có thiên thủ thiên nhãn ha, nhìn ta nhìn mắt ha. Thiên thủ thiên nhãn nhìn ta nhìn mắt. Rồi. Thì lần đầu tiên quý anh chị xem kênh của Bình Phan Thanh, vui lòng nhấn nút đăng ký kênh, ủng hộ kênh để Bình ra nhiều cái tạo dựng cho quý anh chị xem nhiều kênh để quý anh chị có thể xem được. Chỗ này mình có cái giếng nè quý anh chị. Chỗ này mình có cái giếng nè. Nó thì hồi nãy không biết là em giới thiệu cho anh chị là cái giếng này đào được tượng tượng của ông lớn là ông voi á nè. Đây chắc cái giếng chính là cái giếng này đào được cái tượng ông voi nè. Bởi người ta có làm cái tượng ông voi ở chỗ này ha. Tượng ông voi ngồi chỗ này nè. Đó, tượng ông voi ngồi chỗ này nè. Đó, tượng ông voi nha quý anh chị nha. Nó tượng ông lớn ha. Tượng ông lớn ngồi chỗ này ha. Trước mặt là cái giếng ha. Hồi xưa là đào cái giếng đây là gặp được cái tượng Phật dưới đây ha. Mà nghe nói hình như là trước khi đào giếng thì có nằm chim bao thấy quý anh chị. Nhìn chim bao có người báo mộng là thấy là đào chỗ cái giếng này lên đó thì sẽ có gặp tượng ông voi này ha. Đó hiện tại là ngài đang ngự ở đây ha quý chị ha. Rồi thì mình đi vô phần chánh điện nha quý chị nha. Bông vạn thọ mình bữa nay mười mấy Tết rồi mà bông nó cũng còn đẹp quá chừng mười mấy Tết rồi. Ủa nay 16 rồi quý chị, em xin lỗi quý chị nha. Hôm nay 16 rồi ha. Thì đằng đây là mấy bức tượng này chuẩn bị để mà mình ra mình làm cái cung viên để mà tưởng nhớ về cái ngày Phật đản quý anh chị ha. Ngày Phật đản ha. Rồi thì em xin quay chánh điện cho quý anh chị xem ha, trong chánh điện của mình ha. Phật
trên chính điện của mình có cái chuông. Chuông này lớn lắm nha quý anh chị. Cái chuông này lớn lắm. Cái chuông này lâu lắm rồi nè. Chưa chuông này đã lâu đời lắm rồi nè. Cái chuông này cao rất cũng phải 1 mét. 4, 6, 8, 10, 12. Cái chuông này là cao 1m2 quý anh chị, chưa tính cái phần dạ chào sư ạ, xin lỗi sư, con quay phim chút với sư. Dạ dạ. Dạ không được rồi sư. Dạ. Đây là giới thiệu, đây là chính điện nha. Thì quý anh chị mà Phật tử mình có lòng mộ đạo đến thăm chùa thì ghé thăm ha quý anh chị ha, đốt nhang cúng Phật ha. Mô A Di Đà Phật ha. Dạ dạ được rồi sư. Dạ. Con kể về cái con ở trong mình ý á, kể cái sự tích mà đào cái giếng lên gặp được ông lớn á sư. Dạ là cái lấy cái giếng đó luôn hả? Dạ. Là hồi nãy gì vậy? Dạ. Dạ dạ dạ, nó thì em có hỏi sư đây thì sư nói chính là cái giếng đó luôn nha quý anh chị nha. Cái giếng nó đào lên được là cái ông voi bằng đồng hay bằng đồng đen hay quý anh chị ha. Đó thì quý anh chị nào mà có yêu quý bình xin lần đầu xem kênh cũng ấn nút đăng ký kênh ủng hộ kênh để bình có động lực ra nhiều video cho quý anh chị xem. Nhớ quý anh chị nhớ nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ kênh Bình Phan Thanh. Bình Phan Thanh rất là cảm ơn quý anh chị. Hẹn quý anh chị đến một cái chương trình video mới nha quý anh chị. Em Bình Phan Thanh xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn. Thưa quý anh chị, đây là cái giếng mà có cái sự tích đó là trước khi mà có ngôi chùa này thì một người ở cái khu đất này người ta trồng trọt á, thì được báo mộng là ở dưới mặt đất này ngay chỗ đó là có cái hiện vật đó quý anh chị. Nó thì người ta đào giếng lên, người ta đào lên, người ta đào xuống thì thấy tượng ông voi là ông lớn đó quý anh chị. Thì hiện tại là cái giếng của mình là cái giếng này thì ông tượng ông voi thì ở đây, nhưng mà cái tượng ông voi của mình hồi xưa là nó được làm bằng đồng đen, nó rất là nhỏ như quý anh chị nha. Nó rất là nhỏ, nhưng mà sau này thì do bị mất trộm quý anh chị, mất trộm thì không còn cái tượng Phật đó nữa. Chứ hồi xưa là cái chùa mình linh lắm, đông người đến để mà cầu xin, để mà cầu xin lộc đổ quý anh chị đó. Thì giờ chỉ tái hiện lại được cái hình một cái ông lớn, ông voi này thôi ha quý anh chị ha. Còn cái tượng mà đào chính ở dưới giếng lên thì mình đã bị mất trộm rồi nha quý anh chị nha. Bị mất trộm rồi ha. Thì không còn nữa. Giờ chỉ còn cái hình tượng này mình mới đắp lại thôi, rồi cái giếng của mình còn ở đây thôi nha quý anh chị nha. Đó. Rồi cái giếng mình đây ha quý anh chị ha. Quý anh chị thì chỉ có cái chùa họ Phước Tự mình là em chỉ biết lịch sử nó là có như vậy thôi ha. Còn hiện trạng thì bây giờ được xây thêm đẹp đẽ hơn như hồi xưa, chứ hồi xưa nó cũng không có được như vậy đâu như quý anh chị nha. Quý anh chị đang xem kênh Biên Hòa Đồng Nai quê hương tôi ha. Thì hôm nay em sẽ review cho quý anh chị xem chùa Hội Phước Tự của mình là có cái sự tích là đào ở dưới giếng lên được cái tượng Phật ông lớn, ông voi hay quý anh chị ha. Thì đây là mẹ Phật Bà Quan Âm hay quý anh chị ha. Nó thì trong kia là mấy cái vị mà đi theo hầu Thái Tử Đắc Đạt Na là Phật tổ của mình hay quý anh chị ha. Đó thì đây là này chắc để đây thôi chứ chưa có để mà ra xây dựng cho nó thành một cái câu chuyện được như quý anh chị nha. Đó thì em sẽ quay bên đây là Phật Di Lạc ha. Di Lạc Tôn Phật ha, với ba vị tam vị thánh tổ nha quý anh chị nha. Ba vị tam vị thánh tổ ha.
Đó, tam vị thánh tổ với Phật tổ ngồi đây ha quý chị ha. Mô Phật ha. Rồi mình sẽ ra đây đi. Ra đây thì mình sẽ gặp mẹ Quan Âm ha. Mẹ Quan Âm cao khoảng 5.5 đến 6 m ha quý chị ha. 5.5 đến 6 m. Rồi trước khi gặp mẹ Quan Âm thì mình gặp Phật Thích Ca đi nha quý chị nha. Gặp Phật Thích Ca nhập Niết Bàn ha quý anh chị ha. Phật Thích Ca nhập Niết Bàn ở đây ha quý anh chị ha. Đó, trang nghiêm ha quý anh chị ha. Đó. Thì sự tích Phật Thích Ca nhập Niết Bàn thì cũng rất là nhiều người biết rồi, câu chuyện rồi ha. Thì trước khi còn 21 ngày nữa thì ngài nhập Niết Bàn á, thì ngài mới có kêu một cái Phật, một cái đệ tử thân tín của ngài lại, ngài căn dặn rất là nhiều việc ha, để sau này truyền bá đạo lại cho chúng sanh nha quý anh chị nha. Đó, thì đây là cái tượng Phật mà mẹ Quan Âm ha, đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát, cao khoảng luôn cái đế luôn là khoảng 5 m nha quý anh chị ha, 5 m ha. Ở nhà em á, em đứng ở trên cái bồn nước nhà em á, em thấy được cái mái này luôn á, cái mái của cái này nó cao như vậy. Chung quanh của mình có bông giấy ha quý anh chị ha. Chung quanh của mình có mấy cây bông giấy đẹp ha quý anh chị ha. Rồi, thưa quý anh chị, trước mặt quý anh chị là ngài Phật Tổ, phía dưới là ngài Phật Di Lạc, giữa cái sân của mình thì có một cái cây bồ đề, giống như hồi xưa mà Phật Thích Ca ngồi ở trong rừng mà tu tu đạo để mà đạt đạo được đó, thì cũng ngay chỗ gốc cây bồ đề này ha, lịch sử ghi lại y như vậy luôn ha, nay ngay chỗ này tái hiện là lịch sử y như vậy luôn ha quý anh chị ha. Lần đầu quý anh chị xem kênh Biên Hòa Đồng Nai quê hương tôi cũng như kênh Bình Phan Thanh, xin quý vị, quý ông bà cô bác anh chị vui lòng nhấn đăng nút đăng ký kênh để ủng hộ kênh, để Bình ra nhiều video, có nhiều động lực ra nhiều video cho quý anh chị xem nha quý anh chị nha. Em xin kính chào quý cô chú anh chị đã xem kênh, cảm ơn quý anh chị đã xem kênh, ủng hộ kênh Bình Phan Thanh. Để Bình Phan Thanh ra được nhiều clip để cho anh chị chú bác mình xem. Bình Phan Thanh xin cảm ơn quý anh chị và các bạn cô chú rất nhiều. Xin kính chào.